Một mình lái này hả? Em chắc đi tới lui cho anh cái. Để cho anh đi cái tướng này là lấy mẫu nha. Đi là cứ phải rồng ráng hơn may đó. Đó đi vậy đó. Mà bà cong hết cả cái người ra ngoài đi. Cong không? Không có đây. Rồi quan trọng là gì này. Đó. Đúng chưa? Đưa hết cả cái mông ra làm sao đó. Đó. Rồi. Đó đi vậy đó. Rồi, áo ra dùng cho đá ra dùng nha, cầm dùm đi, này áo dùng ra nè. Rồi kéo đá ra, nó tưởng có bầu quá, chứ có nhiều đất đá ra. Đá bể. Đá bể. Đá bể chân. Rồi. Rồi. Cổ quẹo quăng rồi. Chị này chị nhiễm độc kinh khủng luôn rồi đấy. Sao nhiễm độc sao? Đó, có tiết huyết đó. Cái này quay. Cổ đó. Ngồi xuống đi. Dạ, bẹo lên. Chị bị này bao lâu rồi? Dạ, mấy năm rồi. Dạ, mà cũng chịu tùm lum hết rồi, bác sĩ ơi, mà nó cứ vậy á. Dạ. Càng ngày nó càng nặng không biết. Càng nặng thêm. Dạ. Bây giờ hiện nay tình trạng sao? Nói nghe coi. Dạ, bị viêm đa khớp dạng thấp. Đương xong rồi bị thoát bị địa đệm. Rồi. Rồi cái nó qua giãn tĩnh mạch. Rồi. Rồi cái nó qua thần kinh tọa. Rồi. Rồi cái đi bắt đi nằm viện đồ uống thuốc làm sao giờ nó bị bao tử luôn. Bao tử thì nhẹ nhẹ nhưng mà nó bị tuyến thượng thận, nó suy cái tuyến thượng thận luôn. Nhờ uống cầu tiêu huyết nhiều quá làm suy tuyến thận luôn. Rồi xong rồi cái đi chụp cái thì là thoái hóa. Đổ xuống rồi thượng thận. Rồi đồ sụn nó mòn hết rồi đi rồi. Nó đi nó té không đi được luôn. Đi là toàn thân. Dạ toàn thân tay chân nó là đi bằng cái đại đại bốn xe á. Bốn xe. Bốn bánh bao nhá. Thôi, cho nên đẩy đi á thì cái tay nó đau cái không đẩy được cho nên là đi vòng vòng. Bây giờ hiện nay có sưng không? Dạ có. Sưng cũng ít không nhiều. Dạ. Vậy dám làm này. Bất uống thuốc giảm đau. Đúng rồi, phải uống thôi. Không thôi đâu có đi tới. Đâu đi nổi đúng rồi. Dạ. Nhưng mà đã uống rồi mà đi cũng không nổi chứ, mấy người đi nhiều đi. Dạ, dạ. Đúng không? Rồi con cái đâu? Dạ, đi làm. Đi làm từ sáng. Rồi sao mà biết rồi mà tới đây? Dạ, con YouTube. Rồi chị coi. Dạ. Rồi chị tự động tới đây. Dạ. Rồi sao ôm tới. Rồi, vậy. Từ đó đến tới đây trăm rưỡi đi. Rồi trăm rưỡi. Đi xe Honda hay là xe... Dạ, Honda. Honda là trăm rưỡi. Honda là trăm rưỡi về. Mà có đây xa chứ. 7 nhưng mà chắc cũng phải vậy. Thả quên nhà bè á. 7 tính là nhà bè Tân Kỳ. Mẹ tính tiền làm còn. À nhà bè. Mẹ ta chở cô công ty. Tính tiền làm còn. Mấy tiền bảo hiểm đó. Chờ bà này có bảo hiểm. Đúng rồi sao chứ còn dây thôi. Để nhìn mình nói chứ. Chịu hết nè. Dùng ba thuốc đó giờ hư hết rồi.
tới lúc nào là rồi bóp vô chứ mà đau bóp vô cái mạnh kinh khủng khiếp lắm. Bây giờ mà thuốc diễn đọc người thuốc hết á. Bây giờ là chút xíu mà mới bữa nay học cái đầu tiên hả? Dạ. Thì bây giờ hướng dẫn làm sao cho bạn nhiệt năng hút không khí trồn đá các bạn. Phải tích cực mới được để loại trừ không dùng thuốc nữa. Chứ nếu không là xong rồi. Chứ sau này phải có cái đai khớp gối nữa vì bò nó sụn rồi. À, tại vì nó hư thận này. Rồi quay qua đây. Tới đây thì nó hư thận rồi. Mặt bắt nó suy tiến từ lần trước rồi. Cái mà mình điều trị hiện nay là chỉ tạm thời thôi. Dạ. Cái cơ bản là phải thực hiện mấy cái điều mà mình nói thì mới điều trị được. Rồi cho cái đầu quay qua kia. Mọi người đỡ dùng những gì vậy? Củ âm chân kinh à. Bây giờ là nhớ dặn kỹ với chị mấy cái điều đó nha, thì bây giờ biết được. Còn là cái các khúc đau bây giờ không có dùng thuốc, nó dùng cái lá lốt, cây, rễ, lá, hai, ba cây, cái 2 lít nước, rồi đun sôi. Bây giờ này chỉ giảm thôi. Bây giờ là chỉ phải là bắt đầu là ngày mai bắt đầu nhịn ăn rồi. Chiều nay 8 giờ là bắt đầu ăn rồi. Rồi xong cái là phải hút không khí, phải là hết sức mới được. Chồm đã đàng hoàng. Rồi chiều chỉ đứng dậy. Rồi cho chị đi thử rồi đó. Rồi chị cứ bình tĩnh. Rồi cứ xuống. Không cần nhịn nữa. Không cần dính. Dạ. Nếu mà sụn kéo mà chết thì có sao đâu. Làm giấy rồi mình. Rồi. Không thể. Giữa giữa. Tại vì mình đã đúng quá. Cô bán lên. Cũng vậy. Rồi. Cái lưng hết rồi, lưng đỡ rồi. Thẳng người ra. Thấy người hết khôn rồi đó. Xưa. Cứ đi từng bước. Dư cân nhiều quá. Đi từng bước thầm. Đây đây. Đi nãy không có sao đâu. Đó, đi từ từ, không ra đâu. Vậy chứ mà nửa tháng, một tháng sau á, sau khi áp dụng cái phương pháp mình đó, là chị đi vào hàm rồi. Tại vì á, có nặng, nặng cân. Quá trời người đây mà lo, chị thấy cô. Ừ, giỏi rồi. Bé người đó liền. Ừ, đúng. Rồi, cho nàng có tay bằng đi. Về về ấy chứ dư khí nhiều quá nha. Đi đây đó. Lúc đầu là vẫn còn đang đang sợ. Giờ thấy đi được rồi. Anh vừa đi cái bây giờ là cái lưng là đã dễ chịu lắm rồi. Ôi trời ơi, cười như hoa. Rồi tốt rồi. Không sao. Rồi rất được rồi thôi. Chịu anh.
rồi con. Ok, rồi tốt rồi. Tốt lắm rồi. Tại cái cục gì đó, nó dính lại cái ngón chân. Ừ, tại cái cục dính lại ngón chân. Tôi thấy người này làm việc không có quét nước cho sạch sẽ. Đây cái cục gì đó. Rồi, thôi. Rồi, lại đây. Từ lâu không đi á, không đi nhát. Lâu không đi nhát á. Mấy năm rồi không có đi. Bao nhiêu năm không đi rồi. Mọi người thấy cái chị biến động không? Con cũng có chút xíu mà quỷ của hai ba như vậy cô ta. Đây, nói đi, nói tình hình sao rồi? Tôi sung sướng, muốn khóc quá hả? Ở nhà của mình con đi làm sáng tối. Mà ở nhà đi nhẹ nhẹ, không có được đứng sụm. Được rồi. Dạ. Bây giờ thì chị nghe là tôi khuyên này. Dạ, dạ. Ha, vì chắc chắn một điều là chị sẽ phục hồi. Dạ. Thì giờ chị cứ thực hiện những cái lời ở đây hướng dẫn trong mấy ngày nay. Dạ. Ha, rồi nhịn ăn bắt đầu bữa nay. À, tối nay bắt đầu nhịn rồi, hốp không khí, chồm đã đàng hoàng. Dạ. Ha. Rồi cho tới tuần sau á, thì thứ ba tuần sau chị này chỉ còn học tiếp đây mà. Dạ. Tại chị học bù lại cái đó. Thì thứ ba tuần sau thì sẽ chỉnh lúc lần nữa, ba sẽ đi ngon lành. Dưới điều kiện phải thực hiện những cái gì mà mình hướng dẫn hôm nay. Ok. Dạ. Rồi bây giờ chưa hết nào rồi. Bây giờ đi được rồi đó. Dạ. Bài hoan đi, phải đi. Nằm xuống đi. Tìm một cái nữa. Con gái nó sinh năm 82, thấy mẹ đâu không dám đi chồng. Không dám chồng luôn. Nói là bao giờ em nói lộn cho mẹ. Thôi thương cái gì. Rồi nói gì này là mẹ hết bệnh rồi đi lấy chồng nha. Dạ. Rồi đi về chi. Hết bệnh là xinh đẹp lại đi lấy chồng thôi. Đó. Mình cứ chữa cái kiểu này tiếp mà chết người. Cái bà đi lấy chồng suốt rồi. Ôi trời ơi, sướng gì đâu á. Rồi, nên bây giờ bây giờ cho đi lại lần này là ngon lành rồi, dở lên. Giờ cứ muốn khóc thì khóc cho đã đi. Dạ. Đấy, bây giờ ngon rồi. Ok. Dạ. Rồi, cho anh đàn khó tay cho bà phấn khởi. Còn cái hộp đó thì nuốt rồi, đừng lo. Dạ. Ok. Dạ. Đấy, ngon lành. Rồi, chúc mừng chị nha. Giơ tay lên nào. Dạ. Cô quyết tâm thực hiện nha. Rồi, rồi, cảm ơn chị. Đây, em có đứng kia này nha. Hốp đi anh em. Chùm game nào anh em. Khỏe bên trong, đẹp bên ngoài. Phòng ngừa bệnh, tăng đề kháng, giúp ăn ngon, ngủ ngon, tiêu hóa tốt. Liên hệ khóa học theo điện thoại Sài Gòn 0918-133-635, Hà Nội 0326-811-258. Để có trong tay đá Trường Gan cặp đá Diệu Kỳ đến tận cửa nhà, bạn hãy liên hệ thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực phía Nam, điện thoại 0858002299 hoặc 0937853823. Hà Nội và các khu vực phía Bắc, điện thoại 0832186688 hoặc 0983581652.